hạt giống biết ơn. Tục ngữ Việt Nam có câu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Chúng ta cần phải tìm thời điểm thích hợp để dừng lại và cảm ơn những người đã tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời mình. Theo John F. Kennedy, lòng biết ơn là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Theo danh ngôn Anh, biểu hiện của hạt giống biết ơn đó là hạnh phúc, trân trọng những gì ta đang có và những gì ta được đón nhận. Hiểu và ghi nhớ, đền đáp công ơn những người đã giúp đỡ mình. Chúng ta có thể thực hành hạt giống biết ơn thông qua những việc làm như sau. Biết ơn đối với ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè và những người giúp đỡ mình. Biết ơn cuộc đời và bản thân. Con cùng bố mẹ mang quà bánh tới, biếu ông bà để thể hiện lòng biết ơn. Mỗi sáng thức dậy, con biết ơn cuộc đời vì được khỏe mạnh và đón chào ngày mới. Trước khi đi ngủ, con nhớ lại những gì mình được đón nhận, những người đã giúp con hôm nay và thầm biết ơn trong tâm trí. Vào ngày nhà giáo, con ghé thăm, viết thiệp chúc mừng và nói lời biết ơn thầy cô. Khi người phục vụ mang món ăn tới, con mỉm cười và nói cảm ơn. Khi bạn bè hoặc ai đó trao món quà cho con cười và nói cảm ơn. Khi được bác sĩ khám và chữa bệnh, con nói cảm ơn. Chúng ta hãy cùng liên tưởng nhé. Lòng biết ơn giống như một sợi dây gắn kết nối chúng ta với những người đã giúp đỡ mình, với những gì ta đang có, để khiến ta luôn nhớ ơn dù có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa. Câu chuyện biết ơn. Một chàng thanh niên đến xin vào vị trí quản lý ở một công ty lớn. Anh ta qua được vòng thứ nhất. Đến vòng thứ hai, được biết rằng giám đốc công ty sẽ trực tiếp phỏng vấn. Sau khi nghe chàng trai này nói mẹ cậu làm nghề giặt quần áo, thì ngài giám đốc đã đề nghị được xem đôi bàn tay của cậu. Nhìn thấy đôi tay mịn màng, trắng trẻo, ngài giám đốc đã yêu cầu hãy về rửa tay cho mẹ cậu, rồi quay trở lại công ty vào sáng ngày mai. Về đến nhà, chàng trai vui vẻ và làm theo yêu cầu của giám đốc. Cậu không cầm được nước mắt khi rửa hai bàn tay của mẹ. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu thấy đôi tay mẹ đầy những vết nhăn, vết sẹo. Những nỗi nhọc nhằn, vất vả là cái giá phải trả cho cậu được học hành xuất sắc, tốt nghiệp ra trường. Sau khi rửa tay cho mẹ, cậu lặng lẽ giặt hết đống quần áo còn lại. Đêm đó, hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu. Sáng hôm sau, cậu trở lại văn phòng. Lúc này giám đốc hỏi, hôm qua cậu đã làm gì và học được điều gì? Chàng trai trẻ trả lời, tôi đã rửa tay cho mẹ và giặt hết số quần áo còn lại. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của cậu. Chàng trai nói, tôi đã hiểu ra rằng nếu không có mẹ, tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Tối qua khi giặt đồ cùng mẹ, tôi mới hiểu rằng làm bất cứ việc gì cũng đều gian khó, vất vả. Tôi rất biết ơn người. Đó là những điều mà tôi muốn người quản lý của tôi phải có. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn khi được người khác giúp đỡ. Một người thấu hiểu về những chịu đựng, hy sinh của người khác. Cậu đã trúng tuyển vào chức vụ này. Xin chúc mừng cậu. Vị giám đốc nói, câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn, sự ghi nhận những gì người khác đã làm cho mình. Có những người rất gần gũi, gắn bó quan trọng với đời sống của chúng ta, nhưng cũng có những người ngoài xã hội sẵn sàng giúp đỡ khi ta gặp gian khó. Biết ơn để ta không quên lãng những gì ta đã được nhận từ người khác. Vì thế hãy biết ơn dù là những điều nhỏ nhất bạn nhé, để chúng ta lan truyền thêm những điều tốt đẹp ấy. Cuộc sống càng tươi sáng hơn khi ta mang trong mình trái tim của sự trân trọng. Lòng biết ơn giúp ta giàu có hơn về vật chất và tinh thần, được nhận nhiều hơn những thứ mà ta trân quý. Và nó cũng chính là một động lực để bạn mang lại sự nhân văn và làm nhiều hơn cho người khác.
chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi. Câu chuyện trên gợi cho bạn đến phẩm chất tốt đẹp nào? Nếu là chàng trai ấy, bạn sẽ có cảm giác gì khi rửa tay cho mẹ của mình? Theo bạn, câu chuyện trên muốn nhắn nhủ và khuyên răn chúng ta điều gì? Bạn đã từng ghi nhớ công ơn những ai trong cuộc sống? Hãy kể một số câu chuyện khiến bạn mang ơn họ. Bạn sẽ làm gì để phát huy lòng biết ơn của mình trong tương lai?